Tương ớt Chinsu, bạn món ngon bùng vị. Chị Thơ. Cái kia là anh Thơ, còn cái này chị Thơ. Nhìn gợi cảm không? Nhìn đàn ông quá ha. Anh cáo còn trẻ cổ nhìn. Ồ, cáo còn nó bè bè. Anh nghĩ là cái bộ này phải là anh nghĩ là cái bộ này mang theo cái size của Thùng Nguyễn á. Chứ phải của anh luôn nữa. Không, bộ này mang theo cái size của Thoa Hiền á. Thùng Nguyễn mặc là vừa luôn á, vừa ý luôn á. Cái này là bộ da của Thoa Hiền mà anh. Hả? Bộ da của Thoa Hiền á. Đâu phải đâu. Gãy rồi. Mà nó rộng rinh nè. Hay là bây giờ mặc thêm cái gì trong ta? Hay là mặc thêm cái áo bôi lọ đen trong cho nó đỡ. Em mặc thêm em ở trong nè. Em chui vô đó nữa là vừa. Chung em mặc cảm nha chung. Thôi. Nó rất là ôm luôn á. Tại sao bữa thoát ai thì không chịu vậy? Không, đợi chương trình đợi. Chứ rồi cái này làm sao lên TV được không? Để em biết rồi. Em sẽ vậy nè, anh ra quay đi. Em sẽ như vậy nè. Em sẽ che lại cho mọi người đừng thấy gì hết. Mày em là cái gì? Em là cái gì? Em là Dr. Strange có nguyên cái áo choàng luôn. Không, anh có một cách rồi đây. Anh ơi, có cách gì anh? Chun chun ơi, để em cứu anh. Chun ơi, anh phải mặc như vậy nè. Thì ra khán giả mới thấy mình không có bị lộ. Rồi, mọi người ơi, Chun kín đáo rồi nha. Đây. Đó, tha hồ quay. Em mới mặc vậy đó, xấu đi. Em không sợ bị lộ liễu gì hết. Đó. Đi sinh mình nghệ thuật lắm á, chương trình này làm xấu. Anh, nhỏ nhỏ thôi, đừng có di chuyển nhiều, chỉ nhiều đó nó sẽ bị chệch hướng. Tôi có một cách. Bây giờ là Black Panther đi qua trường Hogwarts làm Harry Potter. Đi qua Universal Nhật Bản tôi mua đàng hoàng. Tôi nơi làm gì vừa hay làm quá chắc bị khùng quá luôn. Im ngay. Điểm nguyệt. Bay lên. Mày đẹp hơn. Mày đâu cho đâu. Ma buồn. Không quá trang thôi được không? Cho anh bị lạc loài đi. Cho anh bị lạc loài được không? Em đóng gì vậy? Doctor Strange. Mà không biết mặc đồ sao luôn. Doctor Strange rất là đẹp trai luôn á. Em cũng đẹp mà. Thì em đẹp mà. Bởi vì em đẹp trai nhất em được đóng Doctor Strange đó. Trời ơi, chị nói vậy em đã mày nó mặc quá à. Bữa nay em chảnh rồi. Mọi người coi thấy áo khoác không? Nhưng mà để ý kỹ hơn thì cũng giống một cái đầm của phụ nữ. Đây. Thành đầm phụ nữ. Nè, thành đầm phụ nữ rồi nè. Gian truân quá, số nào cũng như số này chắc còn khuya mới quay được. Lâu lắm rồi, một năm hơn rồi. Đâu có đi show, đâu có tham gia chương trình gì đâu. Mai đi rất là vui gặp chương trình. Quên biểu hả? Hả? Ô hồi nãy chưa gặp đâu em tưởng là bác nào. Tưởng bác nào chơi. Mà đi ngày hôm nay thì thấy có ai đẹp trai. Nghe nói đây quen hết tất cả mấy người chơi khác rồi. Em quen chính nghệ sĩ của chương trình thôi. Bên sản xuất có quen không? Cả sản xuất thì không quen nhưng mà quen nghệ sĩ thôi. Nói chung là em cũng hơi là anh dặn họ, ví dụ như mà anh coi format chương trình chưa nè. Rồi chọn echo đánh cờ caro gì. Em nói họ mà nói dấu em là con cứ lắc đầu ba cái. Còn nói thật là lần đầu kiểu vậy. Chút xíu nữa mọi người nhớ nha. Ví dụ như mà rồi đi ra, khỏi bản rồi đi ra. Đi. Kiếp ta vô họp rồi đi. Đúng rồi. Mời mà vô xong vô đây đúng làm gì làm. Đúng là gật đầu ba cái. Ý là mày mà nói dối tao á thì mày lắc đầu, mày mà nói thật với tao mày phải gật đầu. Đi đừng có mà phải hủy người nhà rồi vô muốn gì vậy. Sai có gì đâu. Được chứ. Mặt nó rõ mà. Ví dụ quan trung nó dối mình đi. Cái nó nói
chọn chung đi, chọn chung đi. Kiểu vậy. Đây, quen kia thì nghe nói là hôm nay có chương trình có cả em gái Trấn Thành luôn. Nguyễn Ngân. Em gái của anh Xịn, em dâu chị Harry. Trời ơi, nghe profile là đã thấy khó rồi. Hai bạn này sẽ chơi nhau. À, ấy cũng chơi. À, chơi với nhau. Chơi cùng được á. Các anh nhân viên sẽ chơi cùng nhau thì cũng game chung. Nhưng mà anh quen có 10 người thôi. quen cả MC luôn. Là đây là tất cả đều là kiểu con ông cháu cha, mối quan hệ rộng các thứ, mỗi mình đến đây là lẻ loi lâu lắm còn không đi show nữa nên là hơi khó khăn đấy, cũng hơi vất vả đấy. Ok, good luck, chương trình vui là được. Vui là được, sao ăn cay đấy. Ok, thank you. Ý, Yến. Chị là người của trong chương trình, đừng có hỏi gì chị gì hết trơn á. Nhưng mà chị không là người trong nhà. Người biết là người trong nhà thì trong nhà, nhưng mà trong nhà không có cho tiền nha. Chương trình mới cho tiền à? Cái gì? Sao? Em là em dâu gì ủa, em rể gì ủa, em chồng gì mà. Trời ơi, nói tiếng Việt còn không rằng hơn tôi nữa thì sao chơi trời. Đừng có hỏi, câu hỏi gì chị không có nói được. Nhưng mà bây giờ mọi người chỉ mới đáp tin đâu. Mọi người trong chung cư mình hả? Thì thật ra gì nè, giống như là ví dụ, chị đi, em có thấy chị đăng tin không? Dạ tin, đăng tin chứ, hãy tin chị, em hiểu không? Làm chủ gì em phải tin chị là trong chương trình thì phải có người nhà thì em phải trách, em phải chồng chị, em hiểu không? Đó, thì chị sẽ đưa cho em một cái đáp án rất là tốt, em hiểu không? Mới định đi chơi cho là xa xôi rồi, em hiểu không? Thì em cũng phải tin Văn Trung đúng không? Tại chắc BB cũng tin ra, tại BB hồi đó mình có đi Thái, BB của mình đã từng chơi với BB rồi, đi Thái nó rất là nhiệt tình, tất cả mọi thứ em cũng rất là nên tin BB. Lông bị dạ, nó nhìn vậy thôi nha, nó nhìn ở ngoài nó rất là gian xảo, nó rất là khủng khiếp, nó người ghê gớm, nhưng mà nó rất là thương anh Xịn. Chẳng lẽ bây giờ gặp em mà nó mới xạo với em, hiểu không? Đúng không? Em nên tin Lông bị dạ luôn. Ở ngoài ra thì có ai nữa ta? Hương Phạm. Em nhìn mặt là biết là Hương Phạm là một người rất là hiền. Em ơi, cái chương trình ảnh nói xạo là biết liền à. Nên tin. Còn ngoài ra Puka nó rất là dễ thương nha. Mà ai mà kiểu như là nó dễ thương là nó dễ thương lại, nó không có nói xạo được. Nhất là nó rất là yếu lòng, mềm lòng với con gái nữa, hiểu không? Ngoài ra Lê Dân Bảo Lâm nhìn thì rất là hồ đồ vậy thôi. Ôi, chứ anh không tin được rồi đó. Không, miệng nó to vậy thôi, chứ vẫn là nói chuyện rất là chân thật với tất cả mọi người. Tin được là vậy nha. Lê Dân Bảo Lâm là tất cả kể chuyện là nó xàm bé tào lao, nó một cách rất là không tin tưởng được, nhưng mà đáp án rất là đúng. Lạ đó. Còn ngoài ra có ai nữa? Nam Thư là người yêu của chị mà em hiểu không? Rất là yêu mến chị, cho nên không thể nào nói xạo với em. Ví dụ là chân thật với em nha. Còn ngoài ra anh Hiếu nhìn là biết là cái mặt rất là chân thật rồi, em hiểu không? Em không tin anh Hiếu là không được. Em coi mấy số trước của chọn ai đây á, hai người ai tin anh Hiếu không sai hết trơn. Thôi thì cái đó là đôi khi thôi, nhưng mà hôm nay chị nghĩ là nên tin. Bây giờ trong chung cư chị, ê, vậy là hóa ra là trong chung cư mình ai cũng đáng tin đó em. Đáng tin, đáng tin hết đi em. Không, ngoại trừ Lê Dương Bảo Lâm với anh Hiếu thì ai cũng đáng tin. À vậy hả? Dạ. Kể em, chị nghĩ là nó, em tin hết đi. Dạ, lát nhớ chồng chị nha. Dạ rồi. Kiếm con nhớ chồng chị nha. Em sẽ chồng chị, kìa chị sẽ ưu ái cho em nha. Dạ. Nhớ chồng nha. Đi quay. Ai quay với anh? Không, Khánh là dưới chắn nè. Không, rồi dưới xuống. Dưới, ế chờ, hồi tôi sẽ biết chọn ai, tôi sẽ dĩ thì cũng nghèo. Chồng con mình không hả? Không. Ê, hơi em chọn luôn. Anh cho tiền em, lát em chị. Không. Em không cần tiền hả? Tôi không dễ mua chuột như vậy. Nhưng mà em nghèo muốn chết. Thôi mà bị người giàu xúc xiềng. Sỉ nhục và lăng mà. Buka tưởng mình đẹp kìa, Buka tưởng mình đẹp kìa. Buka tưởng gì đẹp hả? Ủa? Khánh nói em rằng Buka tưởng mình đẹp kìa, Buka tưởng mình đẹp kìa. Tạo dáng như mình đẹp lắm á, tạo dáng như mình đẹp lắm á, nó nói. Không phải đẹp lắm không, mà chị mới cấp chưa?
Chị mới cúp rồi mà đòi bộ tóc lên mặt chị nhợt nhạt hẳn luôn em. Mà dở dở tóc lên mặt chị như tuồng nha. Đó là bình thường ho á là cơ bự cao lớn đúng không, là người căng lắm. Bộ về Việt Nam á bị ốm bị trùng da sao mà nó nhỏ nhẹt vậy nè. Em kéo quần quá nó bị không, bị cái này là cái thêm phần á. Da cái sao gọi là da cái gì da, cái này mặc quần mà mới mặc quần còn tạo dáng vậy. Ừ thôi em thấy không, thơ đừng có vậy mà. Thơ là bạn gái của Tho à, là anh hôm nay là Tho không tới được, anh là Thơ tới đây. Thơ tới đây tham gia chương trình với mọi người, cố gắng lên. Còn em là gì? Em không là gì, em là Dr. Công à. Dr. Công à. Một lần nữa người đời xúc xỉm. Ngang dọc chéo chủ hàng ba mới thắng, thế thế không phải đặt ở đúng người. Chính cố vấn thông minh kịp phá rối. Một con mèo có 18 ngon. Em tin 100%. Chính xác, chọn ai đây? Dương Lâm, Harion, Lâm Vĩ Dạ, Puka, Huỳnh Lập, Quang Trung, BB Trần, Hồ Văn Hiếu hay Chua Thạm? Tôi là Trường Giang và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 21 giờ tối thứ Ba hàng tuần trên HTV7.